nhưng mà tất cả đều vàng, rất vàng thiệt hết anh. Mình đang ở lầu 2, bây giờ mình sẽ qua lối bên đây xem có gì ở đây. Toilet không được đi, toilet cắt mẫu thôi. Đây là hình con vật chúa Sơn Lâm giác vàng sư tử ha. Ghế gồng. Đây là Tôn Ngộ Không. Ồ cái này à, gì ta, nhìn đẹp quá vậy. Quá đẹp. Nói chung là ghế này ngồi lên được nè. Ở đây vừa cho mướn đồ trang trí làm vua là một hàng hậu gì nhiều lắm. Hôm nay mình ghé đây mình quay cho cô bác với anh chị xem thôi. Còn lên một lầu nữa. Đây là son cầu thang cũng giác vàng. Anh bảo vệ giác vàng, ổ lộn. Đến lầu 3 này là hết rồi. Mỗi một cái căn phòng nó đều có một cái trang trí. Này là tượng Phật ha, nhìn đẹp ha. Và đây là con cá chép, con gà, mô hình máy bay thiếu nữ. Những mô hình này chắc bán được nè. Đây là Bác Hồ, Trần Quốc Tuấn với lại Võ Nguyên Giáp. Mô hình bằng cây gỗ mà nhìn đẹp ghê á. Võ Nguyên Giáp, đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cầm ống nhòm, Bác Hồ vẫy tay chào. Đây Trần Quốc Tuấn thì Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thì cầm một cái cuốn sách. Quá đẹp. Nói chung là cũng khá là độc đáo. Bên đây thì cũng giống như bên kia thôi. Nó không có gì khác. Mỗi một phòng đều có một cái căn ghế. Đây thì có con lợn, lợn nhắt vàng. Cái nón lá trên kia cũng màu vàng luôn kìa. Nói chung là vô đây 40.000, giá cũng hơi cao ha. Mình chỉ tham quan thôi. Nhưng mà bỏ tiền ra quay cho cô bác với anh chị xem. Có bông hoa giác vàng. Điều đặc điểm đặc sắc ở đây là vô đây toàn thấy màu vàng hết. Vô đây các bạn mà ham check in á, ham chụp hình á thì vô đây là số 1, Thanh Đao Gồng. Tất cả đây đều vàng hết, vàng thiệt hết hả chú? Cái đó không biết, chủ biết chứ mình không biết. Chủ không nói mình ha. Nhưng mà con thấy phủ một màu vàng ha. Màu vàng còn vàng thiệt hay không mình không biết. Thôi, chỉ review đến đây rồi cô bác với anh chị thấy thôi. Dạ, phòng nào chú? Phòng đó con đi rồi. Hai phòng này đi rồi, vậy là đến hai lầu thôi. Mỗi gác là đẹp, rất là đẹp. Dạ, ông chủ này là ông đại gia gạch men mà. Người ta cũng nói một cái câu là ông cũng đặt cái ngôi nhà của ông là ngôi nhà gạch men chứ không phải là ngôi nhà giác vàng. À thôi bây giờ đi xuống rồi. Tất cả các gạch men thì tạo lên một cái màu sắc rất là đẹp cho ngôi nhà này, ngoài cái việc mà màu vàng ra. Ấn tượng bởi những cái viên gạch bên kia nữa kìa. À, giờ đi ra đi về thôi. Rất quay một lần nữa. Rồi bây giờ chắc có lẽ là review đến đây cho cô bác quý anh chị thấy rồi. Ngôi nhà vắt giác vàng là như vậy. Các bạn mà có thích chụp hình đó thì các bạn mua một vé 40.000 lại đây chụp hình. Còn các bạn mà chỉ đưa tham quan thôi thì thấy giá nó cũng hơi cao. Cho các bạn trẻ thôi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị nha. Về thôi. Thấy cái mặt không? Con Trăng này bao nhiêu tuổi rồi anh? Con này không biết bao nhiêu tuổi mà 10 mấy ký đó. Ồ, cho em gờ thân nó cái được không? Được, không thân. Nó ăn gì ta? Nó ăn gà vịt. Gà vịt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 đọt mì mì.
Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cần Thơ để tìm về ngôi nhà dắt vàng mà hiện nay trên mạng rất là xôn xao của bác quý anh chị. Thì hiện nay người theo mình được biết thì ngôi nhà dắt vàng này mở cho khách du lịch tham quan và giá mỗi một vé như thế là 40.000 đồng. Và Bùi Hồ thì cũng muốn vô đây để tìm hiểu cũng như là xem được con ngôi nhà vắt vàng đẹp và lộng lẫy như thế nào. Và ý tưởng này thực hiện như thế nào mời cô bác anh chị cùng theo Bùi Hồ vô đây nha. Đây là ngôi nhà dắt vàng, mình muốn đi vô để quay cho cô bác quý anh chị xem. Dép ở đây nè. Mua vé ở đâu em? Em. Rồi. Ôi vàng này là vàng thiệt hay vàng giả mình không biết luôn ta. Anh đó, cô bác đứng vậy thấy không? Tất cả toàn bộ đều màu vàng. Ở một màu vàng đặc trưng và đây là những cái khung cảnh để cho chụp hình, có ghế vàng, đồng hồ vàng, thiếu nữ vàng. Đẹp hơn cô bác đứng chị. Bình phong này vàng luôn. Tất cả các vật liệu ở đây đều bằng vàng thì rất là nhiều cô bác quý anh chị chụp hình ở đây luôn nè. Không biết là vàng này là vàng thiệt hay vàng giả chị? Sơn vàng. Mạ vàng thôi đúng không? Sơn màu vàng. Sơn màu vàng, nhũ vàng thôi. Không biết nói như thế nào luôn. Theo mình nghĩ thì ngôi nhà này là chủ yếu là gạch men và một số chi tiết thì được dát vàng, nhưng mà tất cả toàn bộ những ở đây đều phủ một màu vàng để từ đó họ kinh doanh du lịch đó. Thì mình biết được ngôi nhà này là của ông Trung, là một chủ gạch men nổi tiếng, là một đại gia bất động sản ở Cần Thơ của bác quý anh chị. Thấy tất cả đều phủ hết màu vàng từ cái khuôn viên bếp cho đến là các vật trang trí nội thất trưng bày ở đây nè. Tất cả các sản phẩm là dát vàng, không phải nước sơn vàng. Đây là mẫu lá vàng dùng để lát dát vàng. Tùy theo sản phẩm mà dát lá vàng ở từng tuổi khác nhau. Riêng sản phẩm quà lưu niệm thì quý khách được mua giá thấp, giá chấp nhận được để làm quà. Ồ, màu vàng thiệt. Rất là độc đáo và cũng mang một cái phong cách ấn tượng đúng không cô bác quý anh chị? Ngay cả những cái nồi, cái niêu ở trên kia cũng dát bằng vàng. Chắc là... Ồ, đây là một cái tháp Eiffel nè. Và đây là một cái khúc gỗ mà dát vàng luôn. Cô bác quý anh chị thấy đã không? Ở trong kia tất cả các gỗ đều phải màu vàng hết, ngay cả con nai, con sừng hươu gì cả. Mình mua một, ở đây là một cái phòng thay đồ. Đầu vô thì chúng ta sẽ thấy được cái cây lọc tiền, đúng không? Ở đây thì có những cái con phong thủy. Hồi nãy đi vô thì quên để ý cái chiếc xe này. Chiếc xe này xe gỗ rồi ta. Chiếc xe này bằng gỗ. Xe gỗ hay gọi là xe cây á, xe cây á. Gỗ này gỗ gì anh? Gỗ này thuộc cây họ gió bầu, chúng cây gặp cây trầm hương nó không có thơm nhưng mà nó rất là chắc, nó nhập từ Nha Trang nguyên con về luôn. Là độc. Biển 100 mấy năm tuổi rồi nó không có thơm. Dạ. Anh nói cây gì? Dùng về đi biển. Cái cây này nè. Cây này là cây gì? Cây gỗ. Gỗ nhưng mà dạ, nói chung mình nhập nguyên chiếc từ Nha Trang về, gỗ rất là chắc 100 mấy năm tuổi rồi nhưng mà nó vẫn không có thơm. Ồ. Độc đáo quá ha. Ngay cả cái phần đế ở dưới này nè. Dạ. Độc đáo quá chứ. Xe mô tô dắt gỗ nguyên khối. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên lầu thôi. Không biết như thế nào, dắt vàng như thế nào, đem lại cho gia chủ như thế nào. Nhưng mà việc đầu tiên mà mỗi một vé như thế là 40.000 đồng là đã thấy đem lại tài lộc cho gia chủ rồi cô bác quý anh chị. Thôi mình chỉ tham quan hai tầng lầu thôi. Nhưng mà đụng chạm mà sức mẻ như là phải đền gấp đôi giá trị á. Nên là cái việc đụng chạm cũng phải hạn chế ha.
cắm sờ vào tranh giấy gãy. Bức tranh phù điêu này đẹp quá ta. Vinh quy bái tổ. Dạ. Đây là vinh quy bái tổ. Vinh quy bái tổ. Này bằng ngỗ. Nhưng mà tất cả đều vàng, dắt vàng thiệt hết anh. Đài Loan ha. Bức tranh phù điêu này nhìn đẹp. Vinh quy bái tổ. Đây là một vị quan có nhiều vị lính nè. À. À. Đi về. Một cây cổ thụ. Đây là những một cái ngôi làng. Người ta không cho sờ vào hiện vật á. Đến nỗi cây súng mà cũng chơi bằng vàng luôn kìa. À, đẹp quá. Ông chủ này có vẻ là phái mô tô, ở đâu lâu cái ông treo cái chiếc mô tô trên kia. Cái bình này bằng gỗ luôn quá. Quá quý anh chị thấy nè. Vỏ xe, các vật chế đều bằng mô hình súng xe, mực tôm. Cũng ông này ghê ngang mực. Súng xe mô tô bằng tất cả các bằng con ốc, nhuộm lên một màu vàng. Đây là các nón, các kiểu ngày xưa của các chiến binh. Đây là gì đây? Cái bình thôi mà. Dạ. Dạ dạ dạ. Ok ok ok. Dạ. Đứng cho lấy ai đi. Để chị có cà rô chặt cho chị đâu. Rất độc đáo. Để đứng ý là để đẹp quá rồi. Ở lầu 2 thôi, bây giờ mình sẽ qua lối bên đây. Xem có gì ở đây. Toilet không được đi, toilet cắt mẫu thôi. Đây là hình con vật chúa Sơn Lâm giác vàng, sư tử ha. Ghế gồng. Đây là Tôn Ngộ Không. Ồ cái này à. Gì ta? Nhìn đẹp quá vậy. Quá đẹp. Nói chung là ghế này ngồi lên được nè. Ở đây vừa cho mướn đồ trang trí làm vua là một hoàng hậu gì nhiều lắm. Hôm nay mình ghé đây mình quay cho cô bác với anh chị xem thôi. Còn lên một lầu nữa. Đây là son cầu thang cũng giác vàng. Anh bảo vệ giác vàng, ổ lộ. Đến lầu 3 này là hết rồi. Mỗi một cái căn phòng nó đều có một cái trang trí. Này là tượng Phật ha, nhìn đẹp ha. Và đây là con cá chép, con gà, mô hình máy bay thiếu nữ. Những mô hình này chắc bán được nè. Đây là Bác Hồ, Trần Quốc Tuấn với lại Võ Nguyên Giáp. Mô hình bằng cây gỗ mà nhìn đẹp ghê á. Võ Nguyên Giáp, đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cầm ống nhòm, Bác Hồ vẫy tay chào. Đây Trần Quốc Tuấn thì Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thì cầm một cái cuốn sách. Quá đẹp. Nói chung là cũng khá là độc đáo. Bên đây thì cũng giống như bên kia thôi. Nó không có gì khác. Mỗi một phòng đều có một cái căn ghế. Đây thì có con lợn. Lợn nhắt vàng. Cái nón lá trên kia cũng màu vàng luôn kìa. Nói chung là vô đây 40.000, giá cũng hơi cao ha. Mình chỉ tham quan thôi. Nhưng mà bỏ tiền ra quay cho cô bác quý anh chị xem. Có bông hoa giác vàng. Điều đặc điểm đặc sắc ở đây là vô đây toàn thấy màu vàng hết. Vô đây các bạn mà ham check in á, ham chụp hình á thì vô đây là số 1, Thanh Đao Gồng.
Tất cả đây đều vàng hết, vàng thiệt, vàng thiệt hết hả chú? Cái đó không biết, chủ biết chứ mình không biết. Chủ không nói mình ha. Nhưng mà con thấy phủ một màu vàng ha. Màu vàng, còn vàng thiệt hay không mình không biết. Thôi, chỉ review đến đây rồi cô bác với anh chị thấy thôi. Dạ, phòng nào chú? Phòng đó con đi rồi. Hai phòng này đi rồi, vậy là đến hai lầu thôi. Phòng mỗi khác là đẹp, rất là đẹp. Dạ, ông chủ này là ông đại gia gạch men mà. Người ta cũng nói một cái câu là ông cũng đặt cái ngôi nhà của ông là ngôi nhà gạch men chứ không phải là ngôi nhà dát vàng. À thôi bây giờ đi xuống rồi. Tất cả các gạch men thì tạo lên một cái màu sắc rất là đẹp cho ngôi nhà này, ngoài cái việc mà màu vàng ra. Ấn tượng bởi những cái viên gạch bên kia nữa kìa. À, giờ đi ra đi về thôi. Rất quay một lần nữa. Rồi bây giờ chắc có lẽ là review đến đây cho cô bác quý anh chị thấy rồi. Ngôi nhà vắt giác vàng là như vậy. Các bạn mà có thích chụp hình đó thì các bạn mua một vé 40.000 lại đây chụp hình. Còn các bạn mà chỉ đưa tham quan thôi thì thấy giá nó cũng hơi cao. Cho các bạn trẻ thôi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị nha. Về thôi. Thấy cái mặt không? Có lẽ là mời cô bác quý anh chị cùng tham quan một cái khu vườn kỳ lạ. Và qua đây thì sẽ quay những cái cây độc đáo cho cô bác quý anh chị xem. Ông chủ đang sở hữu những cây rất là độc đáo luôn. Và qua đây thì đối diện với lại cái ngôi nhà dát vàng luôn cô bác quý anh chị. Và đây là một cái lối đi nè. Có những cái cây ổi 100 năm nè, cây dừa 3-4 đọt, 6-7 đọt vậy. Quẹo trái 10 mét qua bên kia. Nằm trong một cái hệ thống của nhà dát vàng thì có những cái khu vườn kỳ lạ nè cô bác quý anh chị. À. Vô đây thì không khí rất là mát luôn. Tự nhiên hôm nay đi review cây cho cô bác quý anh chị xem. Ồ, những cái cây này có dòng hoa này check in nhìn rất là đẹp ha. Rất là lâu năm nè. Ở khu vườn kỳ lạ ngoài sao hả? Cây dừa 2 đọt. Trời ơi. Cây dừa này 1 đọt, bên đây 1 đọt, bên đây 1 đọt và 2 đọt nè. Gọi đây nè. Ngộ ha. Lần đầu tiên thấy được cây dừa 2 đọt mà có 2 trái khác nhau luôn á. Độc đáo thiệt. Ồ. Anh con chăn gì? Chăn bạch hả? Ồ ghê vậy. Chụp kiểu 20k. Chụp một kiểu 20 ngàn hả? Con trăng này bao nhiêu tuổi rồi anh? Con này không biết bao nhiêu tuổi mà 10 mấy kg đó. Ồ, cho em gờ thân nó cái được không? Được, còn thân. Nó ăn gì ta? Nó ăn gà vịt. Gà vịt hả? Gà vịt chuột rồi đó. Cũng như trăng kia thôi. Ồ, nhìn trăng bập đã ra ha. Quá độc đáo. Khu vườn sinh thái kỳ lạ mà. Là những cái cây độc lạ đều trong đây hết hả anh? Là 17 cây. Cây dừa, cây phát tài, cây phát tài cổ thụ luôn. Cây ổi này nghe nói gần cả trăm năm tuổi rồi cô bác anh chị. Ồ, rất đẹp luôn. Đi vô đây. Cây dừa gì anh? Ờ. Này là mình sưu tầm ở đâu ta? Cây dừa cổ cò. Mình gặp bên đây là cây dừa 2 đọt. Bên đây là cây dừa cổ cò. Cây câu hình tam giác ở trên kìa. Hình tam giác đó. Quá hấp dẫn ha. Còn cây đây là cây kè. Cây cao quốc dương. Tại sao gọi nó là quốc dương? Nhìn giống hồ lô quá ha. Độc đáo thiệt đó. Ở đằng đây thì có cây dừa 3 đọt. Trái luôn thì cô bác quý anh chị. Đọt này có trái nè, đọt kia có trái nè. À, đọt này không có trái. Cây dừa 3 đọt.
17 cây độc lạ, mình mới thấy 3-4 cây à. Cây thiên tới nhìn đẹp ghê. Khó khi nào mà gặp được cây thiên tới bự như vậy. Hả? Cây mận. Cây sabuche, hay còn gọi là cây lồng mứt. Cây này đẹp nè. Cây dừa dáng hình thù nhìn rất là đẹp luôn á. Leo lên đây ngồi được luôn á, cỡ được luôn. Đây ngồi cỡ là ngon lành rồi. 17 cây mà mình thấy nãy giờ được mấy cây rồi. Đây là cây trà là, cây ổi. Ồ, cây khế nè. Cây khế này như thế này là không phải đơn giản đâu. Cây khế này rất là lâu năm, hơn 100 năm á cô bác quý anh chị. Thân khế này hơn 100 năm á. Nhìn rất là độc lạ. Qua đây cây này lạ hơn nè. Đó là cây cau, 11 đọt. Ồ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 đọt mì nị trên kia luôn. Cây sơ ri, cây nhãn. Cây nhãn nhìn dáng đẹp hơn tí thôi. Cây sơ ri à, cây cao gì không biết nữa. Nhiều cây quá. Thấy có đài truyền hình lại quay những cái vườn cây độc lạ như thế này luôn á. Nhưng mà mình cảm thấy là nó độc lạ thiệt. Tại vì có những cái cây dừa mà rất là độc đáo ở trong cái khu vườn kỳ lạ này. Việc mà uống cà phê ở trong đây thì một là nó tạo được cái không khí trong lành mát nè, và hai là những cái cây như thế này làm cho cái việc mà khách tham quan ở đây nhiều hơn cũng là một cái tăng thu nhập cho gia chủ. Thôi chắc có lẽ là review khu vườn kỳ lạ đến đây cho cô bác quý anh chị xem. Thì rất mong video clip này sẽ cung cấp một cái những ngày về giải trí cho cô bác quý anh chị. Vì quay những cái hoàn cảnh nghèo hoài thì chúng ta cũng thấy cũng nhàm chán quá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác quý anh chị ở clip sau.